chắc lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ. Ao đắng bây giờ còn thẹn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê em gái quê sớm xưa trên đồng. Non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây. Sông nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba. Cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc mình trôi đến nơi phương trời, cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Về miền Tây đợi chờ ai buông tính tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương đang buồn cung điệu quán thương bên cầu tre lắc lên. Xin chào anh em nhé. Clip này thì tiếp tục ở bên cửa hàng test những cái sản phẩm lên đường cho anh em. Và trước màn hình của anh em đây là những chiếc cục đẩy bãi nhé, thương hiệu MVP 550. Những chiếc cục đẩy bãi và anh em có thể sử dụng ở chơi sự kiện cũng như là đánh nhiều loa trong gia đình. Một con đẩy sò sắt kết hợp với sò than thì bản chất là tiếng rất là hay và ngọt. Cái này thì thời gian đánh của anh em rất là lâu. Và trong video clip này thì bên cửa hàng có test cho máy khách hàng ở bên trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiện đây thì bên cửa hàng sẽ giới thiệu cho anh em. Nếu anh em nào đang cần những cái mẫu đẩy đẹp như thế này thì anh em có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng. Ở đây là số máy cửa hàng là 0396855899 và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương. Thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng có test nhanh cho anh Hùng nhé. Anh có địa chỉ ở khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì giá thành con này sẽ là 5.700.000, sẽ bao ship cho anh em nhé. Thì bên anh đã cọc của bên cửa hàng là 700.000, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì một con đẩy hàng đẹp xuất sắc ở bên cửa hàng với những cái đơn hàng như này thì được anh em đặt hàng rất là nhiều. Hầu như ngày nào thì bên cửa hàng cũng sẽ test cho anh em những chiếc cục đẩy này. Một con đẩy này thì đối với con này thì nó là hàng bãi anh em nhé. Và với những cái sản phẩm này thì bây giờ hàng mới nó không có. Và nếu mà nó có thì giá thành của nó đội lên rất là cao. Và đổi lại thì khi anh em mua những chiếc cục đẩy bãi của bên cửa hàng tôi thì với những cái chất nhạc của nó cực kỳ hay và nội thất ngoại thất của nó thì đẹp xuất sắc cho anh em. Anh em thấy là một cái mặt phay nhôm rất là đẹp đây. Một con đẩy rất là đẹp, con đẩy size 2U và nó có lưới chắn bụi. Tất cả những cái chiến áp của nó này là chiến áp bi hết nhá. Con này nhạc rất là hay. Với một con đẩy mà anh em sử dụng để đánh hai cặp loa bát 30 với những cái dòng loa từ dòng loa karaoke, dòng loa bãi, dòng loa mới hay là dòng loa Mỹ, những cái dòng loa châu Âu thì con này nó rất phù hợp với tính năng. Và chỉ bản chất của con đẩy này tiếng đã sáng lời hay rồi, mà khi anh em đi sự kiện thì đòi hỏi chúng ta đánh thời gian rất là lâu. Và trong gia đình cũng vậy, mà khi anh em đánh nhiều loa thì với những cái con mà công suất nó yếu và cái những cái chất linh kiện của nó kém thì anh em đánh khoảng 2-3 tiếng thì thứ nhất là máy nóng này, thứ hai là chất lượng linh kiện nó sẽ giảm dần và cái độ bền của những chiếc cục đẩy như nó sẽ không được đảm bảo. Và đối với con này thì anh em đánh lâu đánh hay, càng nóng máy thì chất nhạc càng hay và cái độ linh kiện của nó, cái độ chất của nó và tất cả những cái linh kiện của nó thì sẽ đảm bảo cho anh em rất là nhiều. Thì đối với sò sắt thì anh em nào đam mê sò sắt thì anh em nhìn kênh của bên tôi thì biết với những cái dòng sò sắt thì lên cho anh em rất là nhiều. Và trong rất là nhiều video, ngay cả khi có những cái đơn hàng của anh em không test được hay là có những đơn hàng của anh em test được thì bên cửa hàng cũng quay rất là kỹ cho anh em đây. Hàng cực kỳ đẹp, đây là một trong những siêu phẩm nhé. Con này thì sử dụng mạch class và với những cái con sò nó còn vàng óng này thì anh em biết là cái độ bền, cái độ đời cao của nó như nào. Và phần tụ thì anh em thấy là một màu tụ màu xanh biếc luôn. Nguồn Việt Nam rất là to, anh em thấy là nguồn rất là to. Những con đẩy này thì anh em sử dụng đến 5-7 năm, thậm chí rất là lâu rồi. Và anh em xin sự kiện thì nó sẽ đảm bảo cho anh em duy trì được rất là lâu. Và cái độ bền nó rất là cao. Và con này thì ngoài cái chế độ đánh 8 ôm này, nó lại có chế độ đánh 4 ôm cho anh em. Đây anh em xem này, 8 ôm, 4 ôm.
Và ở các cái chế độ như là các giới hạn tín hiệu, ví dụ như 0.77, 1.0, 1.5, cũng như là chế độ cắt cốt cho từng kênh đây, các cái giải LVF là các giải thấp đi, hai kênh đều cắt riêng biệt luôn. Và cái giải cao là giải bát, bình thường anh em sẽ đánh giải bát nhé, và giải chung của nó là HPF. Hàng này thì hàng công nghệ của Mỹ đây, và nhà máy made in PRC. Anh em thấy đẹp từ những ống ốp này, nó rất là đẹp, sáng. Và ngoài ra thì anh em thấy là này, một con đẩy nó rất là đẹp. Từ phần lưu trích này, bên cửa hàng test nhanh này, sử dụng rắc lưu trích giao loa nhé. Bên cạnh đó thì cả rắc cầu loa này. Đấy, hàng cực kỳ đẹp. Hàng này thì anh em sử dụng rất là yên tâm. Giá thành của nó là 5 triệu 500 ngàn giá tại cửa hàng anh em nhé. Bên cạnh đó thì bên cửa hàng khi bao ship cho anh em thì tùy từng vùng miền. Ví dụ như con này thì nó rơi vào quả dây rắc cho anh em, là tặng dây rắc cho anh em 2 cân nông. Và nó rơi vào khoảng 5 triệu 7 anh em nhé. Và chi tiết thông tin mua hàng anh em hãy alo trực tiếp tới số máy cửa hàng 0396 855 829.